Thời gian qua, huyện Sa Thầy luôn quan tâm chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Qua đó, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị và cán bộ làm công tác dân tộc luôn được huyện Sa Thầy quan tâm, nhất là cán bộ cấp xã, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đến nay, tổng số cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã gần 1.370 người, trong đó người dân tộc thiểu số hơn 260 người. Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có trình độ từ trung cấp trở lên đạt trên 95%. Hiện có 61 ủy viên các cấp là người dân tộc thiểu số. Huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số nhằm chuẩn bị tốt công tác tạo nguồn cán bộ kế cận. Đồng thời thực hiện đúng quy định các chế độ chính sách ưu tiên đối với sinh viên, người dân tộc thiểu số trong các kỳ tuyển dụng công chức viên chức và làm tốt việc phân công bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng. Từ năm 2015 đến nay, phân công bố trí việc làm cho 5 sinh viên cử tuyển, tạo điều kiện để con em người dân tộc thiểu số có việc làm ổn định. Như vậy, đa số cán bộ người dân tộc thiểu số đạt chuẩn và đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.